Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Minh Hải Miền Đông tiếp tục quay trở lại gặp mọi người với những thông tin nóng nhất vừa cập nhật từ vùng lũ miền Trung. Và trước khi vào những câu chuyện này, tôi không quên gửi tới các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật là bình an, vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Thưa các bạn, câu chuyện thứ nhất là nói về một chủ tịch xã ở Quảng Bình nhiều ngày bơi trong nước lũ cứu hơn 100 người. Và vụ thứ hai nói về là đã tìm thấy thi thể ba anh em ruột bị núi là sạt lở vùi lấp ở Quảng Bình. Đây là những câu chuyện rất là thương tâm và cảm xúc các bạn ạ. Không chỉ là đi cứu trợ người dân, và vị chủ tịch này còn dùng nhà của mình cho những người là gặp khó khăn tạm trú trong cơn hoạn nạn, thì chúng ta mới biết được tình người bao la, nhân ái. Và khúc ruột miền Trung đã và đang phải trải qua những ngày tháng khó khăn do thiên tai khắc nghiệt. Người dân và cán bộ địa phương cùng oằn mình chống lũ. Cùng trong hoàn cảnh ấy á, thì nhiều câu chuyện ấm lòng về tình người lúc hoạn nạn lại được chia sẻ rất là rộng rãi. Thì tôi cũng mong các bạn xem những video là có bổ ích, thì các bạn hãy cùng chia sẻ. Và mới đây thì một đoạn video ghi lại cảnh một vị chủ tịch dầm mình trong dòng nước lũ để cứu trợ là người dân được rất là nhiều người là xúc động là lan truyền. Được biết đây là ông Lê Văn Quyết, chủ tịch xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, một trong những là tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua. Và trong suốt 2 ngày tỉnh Quảng Bình là đạt đỉnh lũ, ông Quyết là cùng công an, cán bộ xã đã bơi đi đò nhỏ cứu được là hơn 100 người tới nơi an toàn. Và không chỉ vậy, vị chủ tịch xã còn sẵn sàng cứu mang người dân không có nơi ở. Nhà ông Quyết cao hơn nên là trong xã nước lũ là không có ngập tới nhà ông. Đây là nơi ở cho là 33 người trong xóm. Vợ ông còn nhờ là cano trong xóm ra ngoài mua gạo về để nấu cho bà con ăn. Đây là một tình người của một vị chủ tịch rất là cảm động, phải không các bạn? Và liên tục dầm mình trong dòng nước lũ, ông Quyết và cán bộ trong xã bị kiệt sức vì phải nhờ đội là ngũ y tế đến tiêm thuốc để hồi sức rồi lại tiếp tục công tác là viện trợ cứu trợ. Và cho đến tận bây giờ ông Quyết vẫn đang làm công việc là cứu tế cho người dân mà còn chưa về nhà dọn lũ. Theo tài khoản chia sẻ câu chuyện là cả ông vợ đều là từ chối là nhận hàng là cứu trợ. Câu chuyện về ông Quyết và các cán bộ xã An Thủy nhận được rất nhiều sự chia sẻ và ngưỡng mộ của là cư dân mạng. Tuy vậy, khi được hỏi về việc này, vị chủ tịch xã không chia sẻ nhiều. Ông coi đây là trách nhiệm của mình và cán bộ xã để đảm bảo an toàn cho bà con trong điều kiện là thiên tai khắc nghiệt. Dù nhận được nhiều lời khen ngợi, nhưng ông Quyết cho rằng không chỉ mình ông mà nhiều người khác cũng tham gia tích cực vào công tác cứu trợ. Xã An Thủy nhiều ngày ngập nước, lúa thóc, nhà cửa và nhiều tài sản của bà con là bị hư hại nặng. Hiện tại là khi nước đã dần rút, cán bộ xã và nhân dân đang tích cực dọn dẹp, dần khôi phục cuộc sống. Ông Quyết cũng chia sẻ, những ngày vừa qua, bà con trong xã nhận được sự quan tâm từ khắp nơi trên cả nước, rất nhiều đoàn cứu trợ mang hàng hóa và nhu yếu phẩm tới để hỗ trợ cho là khu vực Lệ Thủy nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung. Thưa các bạn, đây là những tấm lòng rất là tốt của một vị lãnh đạo của một xã, vì là đã dầm mình để cứu trợ cho bà, để mà cứu bà con. Đây là quả thật là một điều rất là tốt, không thể là nào mà để mà chúng ta là khen ngợi cho hết được với những tấm lòng như vậy. Và thưa các bạn, một câu chuyện thứ hai á, xảy ra thật là đau lòng cùng tại là tỉnh Quảng Bình, vì núi lỡ mà đã vùi lấp chết ba anh em ruột trong một gia đình.
vì đi bốn người mà trong đó là có ba anh em, và toàn thể là toàn bộ thi thể bốn người đi rừng trong lũ bị núi sạt lở vùi lấp ở Quảng Bình đã được lực lượng chức năng tìm thấy. Và chiều 24 tháng 10 thì ông Nguyễn Ngọc Tuấn, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bố Trạch, Quảng Bình cho biết là đến 15 giờ chiều nay lực lượng cứu hộ cứu nạn của địa phương đã tìm được toàn bộ thi thể bốn nạn nhân mất tích do là núi sạt vùi lấp khi đang là đi rừng. Đây là một câu chuyện rất là cũng là tang thương trong một gia đình mà đã có ba anh em ruột là tử vong, và các nạn nhân trong đó là có ba anh em ruột gồm ông Nguyễn Văn Hạnh 53 tuổi, ông Nguyễn Văn Sơn 47 tuổi và anh Nguyễn Văn Sáng 33 tuổi. Người còn lại là ông Trần Văn Lý 60 tuổi, đều ngụ là thôn Bồng Lai 2, xã Hưng Trạch. Và trước đó thì Ủy ban Nhân dân huyện Bố Trạch nhận được thông tin từ xã Hưng Trạch về việc nhóm 4 người quê ở thôn Bồng Lai 2 đi rừng là từ trước ngày 15 tháng 10 đến nay chưa về, không liên lạc được, là nghi đã mất tích. Và huyện Bố Trạch chỉ đạo lực lượng chức năng cùng với là xã Hưng Trạch và thân nhân những người mất tích đi tìm kiếm trong rừng. Sau 6 giờ đi bộ ở địa hình núi cao, khe sâu thì đoàn tìm kiếm được đến vị trí trong vùng rừng sâu là của Bồng Lai, thuộc sự quản lý của là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình. Và khi đoàn tìm đến một lán trại thì thấy hiện trường tan hoang, bởi tìm trong đống là đất đá họ thấy một nạn nhân là ông Nguyễn Văn Sơn bị vùi lấp tử vong. Tuy nhiên do trời tối, địa hình hiểm trở nên đoàn dừng việc là tìm kiếm và dùng võng khiêng nạn nhân về quê mai táng. Sáng là hôm sau, đoàn là công tác 30 người gồm nhiều lực lượng như là quân sự, công an, chính quyền địa phương phối hợp với gia đình các nạn nhân để vào rừng tiếp tục kiếm ba người còn mất tích và đã tìm thấy ba thi thể bị vùi lấp dưới là đống đá đổ nát. Đây là một câu chuyện cũng quá thương tâm. Trong mùa lũ này, nói về tính mạng con người mất mát cũng rất là nhiều các bạn ạ. Và chưa có khi nào một mùa lũ mà tại là miền Trung mất đi hai tướng. Điều đó là ở Rào Trăng Ba đã xảy ra, và ở Quảng Trị thì 22 chiến sĩ cũng bị vùi lấp thiệt mạng. Cái năm này rất là đau thương cho là những vùng lũ lụt ở miền Trung. Và tôi cũng rất cảm ơn các bạn thật là nhiều, luôn luôn là đóng góp ý kiến, đồng hành và theo dõi, ủng hộ kênh là Cho Minh Hải Miền Đông. Tôi cố gắng cập nhật những thông tin nhanh và nóng nhất để kịp gửi tới phục vụ quý vị và các bạn, nhất là những tin là lũ lụt ở miền Trung, hai nữa là những mảnh đời bất hạnh để chúng ta cùng chia sẻ. Đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại.